Vào hôm 23 tháng 3 năm 2023 vừa qua, hãng Ford đã chính thức công bố thông tin và hình ảnh của mẫu xe Everest Trek mới tại Việt Nam. Chẳng bao lâu sau đó, mẫu SUV cỡ chung này đã được đưa về đại lý tại Việt Nam. Như thông tin đã đưa, Việt Nam là thị trường thứ ba trên thế giới đón nhận Ford Everest Trek 2023 sau New Zealand và Thái Lan. Đây đồng thời cũng là bản trang bị cao cấp nhất của dòng xe Ford Everest tại Việt Nam hiện nay. Với sự xuất hiện của iTech, Dòng SUV cỡ trung này hiện có tổng cộng 5 phiên bản. Trước đó, Ford Everest 2023 tại Việt Nam đã có 4 phiên bản là Ambiente, Sport, Titanium và Titanium Plus. So với các phiên bản còn lại, Ford Everest Wild Check 2023 sở hữu ngoại hình khác biệt đáng kể. Đúng như tên gọi, mẫu SUV này được thiết kế theo phong cách tương tự xe bán tải Ford Ranger Check. Cũng như Ranger Check, for Everest Check mới có màu sơn vàng lưu xe đặc trưng. Ngoài ra, xe còn có 3 màu sắc nữa là đen, trắng tuyết và đỏ cam. Bên cạnh đó, Ford Everest y check 2023 còn có những chi tiết ngoại thất màu xám Boulder Gray, như cản trước chữ H, viền lưới tản nhiệt, nẹp ốp hốc bánh xe, ốp mang cá và ốp gương chiếu hậu. Ngay cả lưới tản nhiệt của xe cũng được làm mới với thiết kế dành riêng cho phiên bản y check Trong khi đó, logo y check màu đen xuất hiện trên nắp capo, cửa trước và cốp sau như đặc điểm nhận dạng của xe. Điểm nhấn tiếp theo của Ford Everest y Check 2023 là bộ vành hợp kim 20 inch với thiết kế 6 chấu kép phay sức mới. Bên cạnh đó là bậc bước hai bên có thêm các chi tiết thiết kế bằng thép và giá nóc dạng gờ nổi làm bằng hợp kim. Tiến vào bên trong xe, người lái sẽ bắt gặp khoang hành khách kết hợp giữa chất liệu da màu đen và những chi tiết màu cam cyber orange tương phản. Màu cam này xuất hiện trên mặt táp lô, cửa ra vào, bảng điều khiển kỹ thuật số, cần số điện tử và logo Y-Check ở lưng ghế trước. Các trang bị tiện nghi của Ford Everest White Check 2023 tại Việt Nam, gồm có ghế lái và ghế phụ lái chỉnh điện 8 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, tích hợp hệ thống thông tin giải trí sinh 4A, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 8 loa cũng như sạc điện thoại không dây. Trong khi đó, trang bị an toàn của xe cũng đầy đủ với hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động 2.0. Hệ thống cảnh báo điểm mù với tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang và hỗ trợ phanh xe, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng dừng và đi và giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, camera 360 độ và đèn pha LED ma trận tiêu chuẩn, có tính năng chống chói cho các phương tiện đi ngược chiều. Tương tự bản Titan UM, Forever Everest Check 2023 cũng dùng động cơ diesel 4 xi lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0, tạo ra công suất tối đa 210 mã lực và momen xoắn cực đại 500 Newton Động cơ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động hai cầu. Xe có 6 chế độ lái là thông thường, tiết kiệm, kéo, tải nặng, trơn trượt, bùn lầy, rãnh sâu và cát. Tại Việt Nam, Forever Everest Check 2023 có giá 1,499 tỷ đồng với màu sơn đen. Trong khi đó, ba phiên bản màu trắng tuyết, đỏ cam và vàng lưu xe có giá 1,506 tỷ đồng, đắt hơn 7 triệu đồng. Dự kiến, xe sẽ được giao tới tay khách hàng từ tuần đầu tiên của tháng 5 năm 2023. Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, dòng xe Ford Everest tại Việt Nam đã được điều chỉnh giá bán. Theo đó, giá bán của dòng xe này ở ba bản Sport, Titanium và Titan UM tăng từ 12 đến 16 triệu đồng. Giá bán mới của dòng xe Ford Everest 2023 ở ba bản Sport, Titanium và Titan UM hiện giao động từ 1,178 đến 1,475 tỷ đồng.